Em là chỉ sợ đau thôi nha, nhưng mà bác sĩ nói đau chứ em cũng không thấy đau. Trước khi tới đây thì bé nghĩ là bé sẽ can thiệp vùng nào? Em nghĩ là em thì có hai cái râu rồng với lại má bị hớt bên. Sau khi mà được bác sĩ thăm khám rồi tư vấn á, thì cái quyết định của em nó có thay đổi hay là nó có khác biệt gì không? Dạ cũng có, tại vì nó rất là nhiều khuyết điểm chứ không không phải đơn giản là như em thấy nữa. Có nghĩa là thông thường bác sĩ thì sẽ khám từ cái khung xương của mình nè, từ cái lớp cơ của mình ha, rồi lớp mỡ nè, rồi cái lớp da của mình và những cái cử động của mình khi mà mình cười nói chuyện nữa. Đó là một cái tầm nhìn tổng quan. Tuy nhiên thẩm mỹ thì nó là một cái dịch vụ mà nó liên quan đến cái sự lựa chọn của em. Cho nên là em cảm thấy cái phần nào mà em đang quan tâm thì mình sẽ ưu tiên cải thiện ha. Thì bác sĩ Tuyền đã tư vấn là đầu tiên mình sẽ tập trung cải thiện cái vùng chữ T là vùng trung tâm mà mọi người đều nhìn vào. Thì ở đây bạn có những cái khiếm khuyết như là cái rãnh mũi má sâu nè, cái chủng má của bạn đó, nó lõm nhiều dẫn đến là nhìn đôi mắt của mình nó hơi hốc hác, và cái nét nghiêng của bạn đó, thì cái vùng cằm đó, nó hơi thiếu. Thì mình sẽ tập trung vào cái vùng chữ T là cái vùng mà mọi người đều ấn tượng. Rồi hiện tại thì bạn đã quyết định là sẽ căn chỉnh cái vùng rãnh mũi má, vùng má một chút xíu và nhấn nhá vùng cằm với 2cc. Đến căng u cho làn da đẹp thăng hạng nhan sắc,